Konnichiwa, xin chào cô chú bác anh chị em và các bạn đã đến với kênh Kyukado CP. Hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người cách làm bánh tart nhân xoài Việt Quốc. Tart là một loại bánh tương đối dễ làm, nhanh, gọn, lẹ nhưng không kém phần thơm ngon, hấp dẫn. Nhân của bánh thì rất là đa dạng, phong phú. Đây là một loại bánh rất thích hợp với không khí lễ tiệc. Nếu không có nhiều thời gian để chuẩn bị bánh kem cho Giáng sinh thì hãy thử ngay món bánh tart nhân xoài Việt Quốc. Cách làm như thế nào thì mời vào xem và cùng làm nha. Để làm bánh này, trước tiên mình sẽ làm phần đế bánh. Ở đây mình có 150g bột mì. Bột mì thì mình sử dụng là bột mì đa dụng Chiriki Komugiko, là bột mì đa dụng. Nếu không có bột mì đa dụng cũng có thể sử dụng bột mì 8% protein. Ở đây là 2g muối, 1 quả trứng gà, 25g nước. Nước ở đây mình sử dụng nước lạnh nha mọi người, nước đá lạnh đó. 100g bơ lạc. Bơ thì mình cắt nhỏ ra nha. Tiên mình sẽ cho trứng vào một cái chén. Đánh đều lên cho trứng tan ra. Mình sẽ cân lấy 30g trứng. Cho bột mì và bơ vào thau. Mình sẽ dùng cây phới tán cho bột và bơ hòa tan đều vào nhau. Đó, mình tán cho bột và bơ đều như thế này là được rồi nè. Cho hết 25g nước lạnh vào chén trứng. Đánh đều tan. Cho tiếp 2g muối vào đây, đánh đều lên cho muối tan ra. Rồi cho hết hỗn hợp trứng vào hỗn hợp bột. Tiếp tục dùng cái phới trộn đều lên. Khi trộn thì mình dùng vật gì cũng được, miễn là mình không có đụng tay vào nha mọi người. Khi mà mình đụng tay vào thì cái bơ nó gặp nhiệt, nó sẽ chảy ra. Bơ chảy ra thì cái đế bánh của mình sẽ bị hư nha. Mình sẽ trải đáp bơ ra, rồi cho hỗn hợp bột vào đây. Hạn chế đụng tay vào bột nha mọi người. Mình sẽ dùng cái miếng cắt bột này, mình ép cho cái bột của mình nó dàn đều ra. Đây mọi người nhìn vẫn còn thấy lốm đốm cái bơ nó chưa có tan hết á, như vậy là đạt nè. Rồi mình sẽ cho khối bột này vào tủ đá để khoảng 30 phút nha. Sau 30 phút thì miếng bột của mình nó đã đông đặc lại rồi. Bây giờ mình sẽ lấy ra và cán bột, cán cho nó mỏng ra nha. Bột mỏng ra rồi mình ướm cái khuôn lên. Đó, nó vừa cái khuôn như vậy là đạt rồi. Rồi lắp bột vào khuôn. Ở bên này vì thời tiết đang lạnh lắm cho nên là bột nó cũng không có
không có bị tan chảy nhanh. Còn nếu như mà ở xứ nóng á, thì mọi người nhớ là nếu như mà bột nó chảy dẻo ra quá không có làm được á, thì mọi người cho nó vào tủ đá để cho nó đông đặc lại rồi lấy ra làm tiếp nha. Rồi mình đeo bao tay vào, ấn 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 nhẹ, ấn vào cái viền cho nó có cái đường viền ha. Sau đó mình sẽ đè cái bột ra như thế này, rồi dùng cái cây cán cán lên, đó, cắt bột ra. Theo mình sẽ dùng cái nĩa xăm lên đáy bột như thế này, xăm lỗ như thế này để khi mình nướng nó sẽ không có bị phồng rộp lên. Như vậy là xong rồi, mình sẽ bọc wrapper đại và cho vào ngăn mát tủ lạnh để cho nó không có bị chảy ra trong lúc mình làm nhân ha. Để làm nhân ở đây mình có 60g bơ, 40g đường và 60g hạnh nhân, bột hạnh nhân. Đây là bịch bột hạnh nhân của mình nè, Amondo Pudore. Và cuối cùng là 50g trứng. Trước tiên mình sẽ cho đường và bơ vào thau. Rồi dùng cái phới tán cái đường và bơ tan ra. Đường và bơ đã tương đối hòa tan ra rồi, mình sẽ cho tiếp trứng vào. Tiếp tục trộn đều lên cho hỗn hợp hòa tan ra. Khi hỗn hợp đã tan ra hết rồi, mình cho hạnh nhân vào. Tiếp tục trộn đều lên cho hỗn hợp hòa tan ra. Như vậy là mình đã có được hỗn hợp mịn như thế này. Lấy đáy bánh ra cho hết phần nhân vừa làm xong cho hết vào đây nha. Rồi tán nhân đều bằng ra ha. Ở đây mình có 80g việt quất và 70g xoài. Này mình mua loại đông lạnh nha mọi người. Rồi xếp trái cây lên tùy theo ý thích của mọi người nha. Sau khi đã xếp đầy trái cây lên hết rồi, mình sẽ cho vào nướng. Trước khi nướng thì mình bật lò lên trước cho lò nóng mới cho vào nướng nha. Sẽ nướng với chế độ hẹn nhiệt 2 tầng 190 độ 40 phút. Và đây là thành phẩm bánh của mình, thơm phức luôn. Cách làm rất là dễ và nhanh nữa phải không nè. Như vậy là mình vừa hoàn thành xong món bánh tart xoài Việt Quất. Mình chúc cho cô chú bác anh chị em và các bạn làm đều được thành công nha. Clip của mình xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Nếu thấy thích thì nhớ ủng hộ mình bằng cách bấm like hoặc share và đăng ký cho kênh của Kiều Cơ Đồ CP để khi mình đăng clip mới, mọi người sẽ được xem đầu tiên. Mọi thắc mắc hay đóng góp ý kiến, xin vui lòng comment bên dưới clip. Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người để mình có thêm động lực làm nhiều clip khác hấp dẫn hơn nữa nha. Hẹn gặp lại mọi người ở các clip sau. Sai goma de mite kurete. Arigato gozaimasu. またねー。Và đây là thành phẩm bánh của mình. Thơm phức luôn. Chua chua ngọt ngọt, ăn không có bị ngán, rất là ngon.
Còn đây là cái phần bột khi mà mình cắt á, mình ướm vào khuôn mình cắt ra nó dư cái phần bột ra. Mình làm thêm được hai cái nhỏ, nhìn dễ thương ghê chưa? Nếu mà không thích làm cái bánh lớn thì mọi người cũng có thể làm mấy cái nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này ha. Và đây là bên trong của bánh nè. Đó, cái nhỏ thì nó như vậy ha. Nếu mà nhìn kỹ thì cái đế bánh nè, nó có nhiều lớp ở đây. Cái đế bánh, vỏ bánh thì giòn, còn nhân bánh thì thơm, béo, chua chua, ngọt ngọt, ngon lắm luôn.